Hello mọi người, chào mừng mọi người tới kênh của Rino nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Và chúng ta chuẩn bị chào đón một cái bản cập nhật mới nha mọi người. Đó là bản cập nhật Valentine vào ngày thứ hai này nha. Rồi và trong cái bản cập nhật này thì chúng ta sẽ chào tạm biệt ba NPC thỏ nha mọi người. Và cũng tạm biệt là NPC tiểu miêu nha. Rồi và ngoài ra có hai cái trứng mới á, mọi người đã mua chưa? Nếu chưa mua thì mọi người tranh thủ mua nhé, tại vì bản cập nhật sau thì hai cái trứng này sẽ mất đó mọi người. Rồi và chúng ta cũng chào tạm biệt Quy Lão ở ngoài hố xanh đấy nha mọi người. Và thời gian cập nhật á, dự kiến á, là ngày mùng 6 tháng 2 và lúc 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 nha mọi người. Và cũng có thể là xong sớm hơn á. Rồi bây giờ cùng mình đi vào chi tiết cái bản cập nhật đợt này nha. Wow, mình thấy có một cái sự kiện mới nha mọi người. Ok, cái sự kiện lễ tình nhân. Rồi chúng ta sẽ chào đón 3 NPC mới. Rồi thông qua 3 NPC này chúng ta có thể nhận nhiệm vụ nha. Và thu thập Chu Chua Cô để đổi những cái vật phẩm ở trong cửa hàng nha mọi người. Wow, đợt này thì cũng khá là nhiều đồ đẹp đó. Và cái bộ đồ trong cái sự kiện này thì mình nghĩ là cái bạn Chu Cô này đang mặc nè mọi người. Đó, bộ đồ khá là đẹp nha. Rồi khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ thu thập được những cái đồ để mình trang trí trong cái hộp sô-cô-la nè mọi người. Rồi khi trang trí xong cái hộp này chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng cuối cùng nha. Mình nghĩ là đợt này khá là nhiều đồ xịn nha mọi người và đẹp nữa nha. Rồi tiếp theo đó là cái tòa nhà quà tặng nha mọi người. Rồi lại liên tục là quà tặng cho mọi người nha. Rồi ở đây sẽ có, chúng ta sẽ có được 23 ngày. Mỗi ngày sẽ nhận được một phần quà nha mọi người. Tức là trong vòng 23 ngày mọi người đăng nhập, cứ ngày nào vô mọi người cũng sẽ nhận được một phần quà nha. Nhưng mà mình cảm thấy cái tháp này như có 25 hộp quà lận nè. Wow. Nhưng mà cái sự kiện ghi là bạn có thể nhận được phần thưởng khác nhau mỗi ngày trong 23 ngày. Và sao kỳ vậy mọi người? Vậy là chúng ta chỉ nhận được 23 hộp thôi à? Vậy là sẽ có 2 hộp chúng ta sẽ bị mất nhé. Thì không biết cái này là do lỗi đánh máy hay sao nữa. Nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ nhận được 25 hộp ở trong đây luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là bảng điểm danh nha mọi người. Rồi lại là quà miễn phí nữa. Thì trong cái bảng điểm danh này chúng ta sẽ nhận được một cái trứng bét mới nha. Và cái ngày cuối chúng ta sẽ nhận được một cái nón trái tim nha mọi người. Ngoài ra cũng có vé coupon và kim cương nữa nha. Rồi sẽ ra mắt lại cái trái trứng bét nha mọi người. Thì không biết là bét này sẽ là bét mới hay bét cũ nữa, nhưng mà mình thấy có con chó lấy tình yêu nha mọi người. Thì con bét này đợt trước đã ra một lần rồi nhé, trong sự kiện là Valentine năm ngoái. Rồi tiếp theo là thay đổi giao diện khi ở nhà nha mọi người. Rồi bây giờ ở nhà chúng ta cũng có thể tham gia được những cái trò mini game ở tay ma hoặc là bắn súng nha. Thì ở trong nhà này thì mọi người có thể là thi đua với bạn bè của mình. Đó, mời bạn bè tới nhà mình để tham gia những cái trò chơi này để tính điểm nha mọi người. Wow, khá là tiện và thú vị luôn nha. Rồi thêm các trang phục mới ở trong cửa hàng. Thì những trang phục này mình nghĩ là sẽ bán bằng tiền sao và kim cương nha mọi người. Rồi cập nhật xong thì mọi người tranh thủ vô cửa hàng để mua những cái đồ này nha. Cũng khá là đẹp đó, áo hoodie nè. Rồi một số thay đổi khác nữa. Đó là mọi người có thể là xem chỉ số cái cần câu hoặc là cái vợt ở trong cửa hàng nha. Trước khi mình mua mình có thể xem được nha. Rồi tăng thêm 100 lượt thích mỗi ngày nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người có thể thả tim tới 200 lần mỗi ngày nha. Rồi chúng ta sẽ ra mắt thêm 3 cái hộp quà bốc thăm mới nữa. Thì đây là chỉ số những cái hộp quà bốc thăm mới nha, mọi người xem để tham khảo nè. Thì mình nghĩ ở đây là 2 hộp xem quảng cáo và 1 hộp sẽ mở bằng kim cương nha mọi người. Và mình hy vọng thời gian sắp tới thì game sẽ cập nhật thêm cái nội thất nha. Và ra những cái tính năng mới như là kết hôn, sử dụng mic để nói chuyện ở trên game luôn nha. Như vậy sẽ rất là tiện hơn. Và hiện tại ở trên Facebook của game đang có một cái sự kiện mới đó. Thì không biết các bạn đã tham gia chưa? Thì mọi người chỉ cần vô chơi một cái map bắn súng hoặc là mini game, hoặc là mọi người có thể leo tháp và quay lại nha. Thì mọi người sẽ chỉnh video từ 30 đến 60 giây. Rồi mọi người đăng tải lên group của game nha mọi người. Thì phần thưởng ở đây sẽ là tiền mặt nha. Thì mọi người cứ vô tham gia và quay lại. Rồi mình thêm cái nhạc thì nó hay nó hấp dẫn một xíu để thu hút những cái người coi. Đó, người ta sẽ like cho các bạn nha.
và các bạn có thể là giành được 500.000 nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ đi quay cái event này nha mọi người. Đó, mình sẽ chơi đấu súng một trận nha. Thì hy vọng là mình sẽ thắng cái này. Và để mình làm cái clip này luôn nha. Khởi đầu khá là thuận lợi khi có một bạn là lag nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ núp ở đây nha. Và đợi cho các bạn kia và các bạn bắn nhau. Xong mình sẽ ra mình xử lý từng người một nha. Ok, vậy là còn hai người thôi nha mọi người. Rồi, để mình tranh thủ mình đi lượm lại cái băng đạn đó nè. Rồi, bây giờ thay đôi thôi nha bạn. Đó, mọi người thấy không? Thì cái súng này khá là mạnh nha. Đàm cũng rất là to luôn. Rồi mình thích chơi cái súng ngắm này nhất nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi hết clip nha. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ nhé. Nhớ cho Rino một đăng ký kênh, một like và nhớ bấm vào chuông nhé. Bye bye mọi người.